Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Học viện Trader. Thì trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cái phần mềm Position Sizer. Đây thì mình đã cài đặt à, cái phần mềm này rồi. Thì cái phần mềm Position Sizer nó là cái bản nâng cấp của cái phần mềm Position Size Coordinator mà trước đó mình đã chia sẻ rồi. Thì với cái bản nâng cấp này thì nó sẽ có nhiều cái tính năng hơn, đồng thời cái khả năng hoạt động nó sẽ trơn tru và mượt mà hơn rất là nhiều. Thì đây, mình đã cài và mình setup à, các cái thông số cũng nhờ các cái tùy chỉnh này thì ở phần đầu video thì mình sẽ chia sẻ cái cách sử dụng phần thứ hai thì sẽ là cái cách để đặt và phần thứ ba là chia sẻ cái tùy chỉnh ok thì đây mình đã cài xong rồi thì đây mình sẽ sử dụng bằng cách là mình sẽ đắp cái tỷ lệ rr là một hai đây các bạn thấy các bạn có thể di chuyển hay các bạn cũng có thể tùy ý được thì đây mình sẽ bấm vào Uh, phần này thì nó sẽ tự động mặc định là cái tin error 12. Thì sau khi các bạn uh, sẽ bắt các mức SN uh, này, các mức uh, TB này và cái điểm vào này, điểm vào đây thì là uh, lệnh vào thị trường thì các bạn nhấn vào phần intro này. Thì ở đây nó sẽ mặc định phím tắt giao dịch là CT. CT hoặc là các bạn nhấn vào trading này này, nhấn vào phần trade này thì nó sẽ hiện ra cái bảng này, rồi các bạn nhấn vào ok. Thì lệnh đã được giao dịch với cái mức SN, uh, TB như này. Ngoài ra thì các bạn có thể cài đặt nhiều mức TP khác nhau. Khi các bạn cài đặt hai mức TP, giả dụ các bạn vào bấm 10 lot thì nó sẽ chia làm hai cái lệnh 5 lot để nó cài đặt mức TP1 và mức TP2. Rồi các bạn mà không muốn thì các bạn tắt nó đi thì là được. Thì để cài đặt phần mềm thì các bạn cần tải cái file của phần mềm Poison Sizer EA. Thì đây là một cái con EA. Thì các bạn sẽ vào cái link này thì các bạn yên tâm thì tất cả những cái link quan trọng thì mình sẽ để ở phần mô tả video thì các bạn xem ở phần mô tả video nhé sau đó các bạn kéo xuống tìm đến cái phần download rồi cho phần mềm MT4 này cho phần mềm MT5 thì mình khuyên các bạn nên sử dụng phần mềm MT5 thì cái cái này nó hoạt động rất là chân tru trên phần mềm MT5 thì sau sau khi các bạn à, tải về được thì các bạn nhấn vào cái file này và giải lén ra rồi sau đó các bạn vào phần mềm MT5 chọn theo đường dẫn sau file Open Data này Tôi Chọn MQR5 này Tôi Chọn Indicator này Rồi các bạn copy cái này vào đây Vật sáng đoạn được Đấy, thế là xong, các bạn tắt đi Sau đó các bạn khởi động lại cái phần mềm MT5 Thì sau khi các bạn khởi động lại phần mềm Thì các bạn chọn đến mục Indicator này Chọn đến cái thư mục Position Sizer này Và nhấn vào dấu cộng này Đây, các bạn ném thả vào biểu đồ thì ở phần này thì các bạn chú ý là nó sẽ cái phím CT là cái phím mặc định để mở giao dịch ở đây thì các bạn cần phải tích chọn cái cho phép nó giao dịch bằng thuật toán hay chính xác là cho phép giao dịch tự động đấy tiếp theo phần input input này thì các bạn cần quan tâm những cái mục sau nhất là đây là cái phần màu sắc của cái phần layer này chính là cái giả dụ đây là cái phần layer SL này thì mình ở đây mình sẽ chọn màu đỏ nó chính là cái 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 số 265 này này. Đấy. Còn đây là cái phần TP, mình sẽ chọn màu xanh. Chính là cái số 524 này này, cái số ấy. Còn đây là cái cỡ chữ. Còn đây là cái phông chữ thì các bạn cứ để mặc định được. Còn đây là cái màu sắc của cái đường điểm vào. Điểm entry. Còn đây là cái stop loss thì đây mình sẽ để màu đỏ cho đồng nhất. Đấy, chính là cái đường này này màu sắc của cái đường màu đỏ này này, này. và take Profit thì đây là màu xanh mình để chọn đồng nhất chính là cái đường màu xanh đây tiếp theo ở đây là cái cái kiểu led nét của đường thì đây mình chọn là dot, dot còn các bạn muốn chọn cái kiểu gì thì uh, tùy theo sở thích của các bạn đấy thì tất cả những cái mức uh, điểm vào SNTB thì mình để lựa chọn là data. Còn Còn đây là cái độ dày của cái đường thì các bạn để nguyên cũng được. Đây là cái hướng giao dịch, ví dụ đây là mình các bạn muốn để mặc định là long hoặc short thì sẽ hiển thị ở cái nút này này, mặc định là long hay short. Long thì là bay lên, short thì là xe xuống. Còn cái phần này là cái phần các mức TP ở đây thì các bạn số 1 này nó mặc định là một mức TB. Còn nếu các bạn để hai mức TB, giả dụ TB ở giá hai mức giá ấy, thì nó sẽ là hai mức TB. Rồi đây mình sẽ vẫn là để một đi. Đây là một quan trọng các bạn cần chú ý này. Cái phần risk này là tỷ lệ theo phần trăm. Đây là một phần trăm. Ở đây thì mình muốn tỷ lệ là cái cái rủi ro sẽ số tiền là 2.000 đô chẳng hạn thì mình sẽ nhấn vào đây 2.000 đô đấy đây cái mục này thì các bạn cần quan tâm là cái cái vị trí của cái bảng vị trí của bảng này này thì ở đây là bên trái và phía trên thì đây mình để bên trái phía trên còn các bạn muốn để góc này góc này góc này thì các bạn nhấn vào đây rồi chỉnh thôi đây là trái phía dưới này, phải phía dưới này, phải à, phải phía dưới, đây là phải về trên. đấy là các bạn muốn chỉnh góc nào thì các bạn sẽ đọc ở đây. Tiếp đến đây là phím tắt, phím tắt. đây là phím tắt này là CT là giao dịch, uh, nó sẽ giao dịch uh, bằng cái phím CT này này. mình mở rộng ra đây cho xem cái gì. ở à đây cái phím O này tức là cái trạng thái giao dịch nên là giao dịch uh, intro hay là pending ấy tức là giao dịch uh, tại giá thị trường hay là lệnh chờ ấy thì là đây là phím to phím o là phím tắt cái phần tab này tab này là hướng giao dịch hướng thị trường à à nó là cái cái phần short và long này này thì nó sẽ chuyển đổi short long bằng cái phím tắt là tab này này còn đây là phím phím h phím h đây là ẩn hiện ẩn hiện của cái đường uh, các đường uh, sn TB và cái mức giá vào này này thế là phím H thế đây các bạn có thể chuyển thích đặt phím tắt gì thì các bạn nhấn vào đây rồi các bạn sửa là được theo mình thì cứ giữ nguyện được theo đây là cái cái tỷ lệ rr chính xác là tỷ lệ r đúng hơn giả dụ đây đặt một thì các bạn rủi ro một thì các bạn nhận được là một các bạn muốn để tỷ lệ rr là 12 thì các bạn nhấn vào hai đây giả dụ mình rủi ro là hai nghìn đô thì mình nhấn vào hai đây thì nó sẽ mặc định là nó sẽ tính làm sao cái mức uh, TB là mình nhận được 4.000 đô nếu mà nó giá nó chạm mức TP tiếp theo thì đây là cái phần uh, show speed tức là thể hiện cái cái mức speed đấy thì ở đây mình chọn uh, sẽ là theo point còn đây là chọn theo tỷ lệ thì sẽ ra phần trăm thì mình để là uh, theo point thì chính là cái cái số năm này này đấy, cái show speed đấy ok thì sau khi cài đặt xong thì mình sẽ nhấn phần ok đấy các bạn thấy rằng là uh, sau khi cài đặt thì nó sẽ ra như cái như cái ảnh này mình mình để ok mình sẽ phóng to và để giao dịch nhé mình sẽ giả dụ mình đặt một cái lệnh trên này và mình nhấn vào đây thì nó sẽ mặc định là tb là một hai thì sẽ tìm đến cái điểm tb là điểm này một hai cái phần uh, giao dịch ấy, thì các bạn chú ý là các bạn có thể giao dịch bằng cái trên trên cái thẻ này trên vào cái thẻ trading này hoặc là nhấn phím tắt ở phần trading này các bạn chú ý là nên để tích cái phần à, xác nhận nhé tức là nó trước khi vào lệnh nó sẽ xác nhận với bạn còn nếu các bạn tắt này đi thì nó sẽ không hiện lên cái bảng xác nhận nữa giả dụ ở đây mình sẽ trade thì mình nhấn rồi mình sẽ nhấn ok đây thì là cái lệnh nó vào rồi hoặc là giờ mình sẽ nhấn phím tắt này t này đấy thì nó chung là hai cách đều giao dịch được và tùy theo sở thích các bạn các bạn muốn chọn phím tắt được mà các bạn muốn uh, chọn vào cái thẻ lệnh được. Ok thì trong video này thì mình đã chia sẻ với các bạn về cái phần mềm Poison Sizer là cái bản nâng cấp của phần mềm Poison Size Calculator. Nếu trong quá trình cài đặt và sử dụng có bất cứ cái thắc mắc nào thì các bạn có thể liên hệ với mình qua bằng cách là vào trang học viện Trader, sau đó nhấn vào phần trò chuyện này này. Đấy thì bất cứ có cái thắc mắc nào thì mình sẽ giải đáp cho các bạn rồi video của mình sẽ kết thúc ở đây hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo xin chào và hẹn gặp lại